Xin đồng nhiệt chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình livestream. Sự cải tiến công thức của sản phẩm Bodykey đã giúp cho sản phẩm mang một tên gọi mới. Đó chính là thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Bodykey by Nutriline. Sản phẩm chính là sự kết hợp hài hòa của 22 vitamin, khoáng chất, 17g protein thực vật, 5g chất xơ cùng với mức năng lượng được kiểm soát 205 kcal, sẽ giúp bổ sung hoặc thay thế bữa ăn, giúp cho chúng ta tăng cường sức khỏe và quản lý cân nặng hiệu quả. Hiện nay thì sản phẩm đang có hai hương vị, đó chính là vị cà phê và vị sô-cô-la, phù hợp cho hai đối tượng. Đối tượng thứ nhất đó chính là người trưởng thành mong muốn có sức khỏe tốt, giúp kiểm soát được hàm lượng dinh dưỡng và năng lượng vào trong cơ thể. Và đối tượng thứ hai đó chính là những người đang thực hiện chương trình kiểm soát cân nặng, giảm mỡ tăng cơ. Vậy thì sản phẩm Bodykey mang lại những lợi ích đặc biệt gì cho hai đối tượng mà Hằng đề cập? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Đầu tiên đó chính là người trưởng thành mong muốn cải thiện sức khỏe. Sản phẩm Bodykey sẽ giúp mang lại 3 lợi ích. Thứ nhất đó chính là cân đối protein thực vật và protein động vật trong chế độ ăn. Thứ hai sẽ giúp bù đắp thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng trong chế độ ăn. Và thứ ba đó là giúp dự phòng thiếu hụt chất xơ trong chế độ ăn. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu về lợi ích đầu tiên, đó chính là cân đối giữa protein thực vật và protein động vật trong chế độ ăn hàng ngày. Như anh chị cũng đã biết, protein hay chúng ta thường gọi là chất đạm hay còn gọi là protein là một cái chất dinh dưỡng rất quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta. Protein sẽ giúp cho chúng ta tăng cường khối cơ nè, sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng, phát triển và gia tăng chức năng của hệ thống miễn dịch. Và protein sẽ có mặt ở trong các loại thực phẩm có nguồn gốc từ động vật như là thịt, cá, trứng, sữa, hoặc trong các loại thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật chẳng hạn như là các loại đậu đỗ, vân vân. Và về nguyên tắc dinh dưỡng thì chúng ta cần phải kết hợp cân đối giữa protein động vật và protein thực vật. Và một cái tỷ lệ được khuyến nghị cho người bình thường khỏe mạnh đó chính là chúng ta cần phải ăn protein thực vật và protein động vật với một tỷ lệ là 70%, 30%. Và cái lượng protein mà theo Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo dành cho người trưởng thành khỏe mạnh là từ 0,8 cho đến 1g protein trên 1kg cân nặng mỗi ngày. Và để dễ hiểu hơn thì sau đây thì Hằng xin mượn ví dụ của người trưởng thành 50kg. Với một người trưởng thành 50kg thì lượng protein hàng ngày sẽ cần cung cấp chính là 50g protein. Và như vậy thì chúng ta hãy cùng phân bố cái tỷ lệ giữa protein thực vật và protein động vật là 70%, 30%. Thì người trưởng thành 50kg sẽ cần có 35g protein đến từ protein thực vật và 15g protein đến từ protein động vật. Theo như bảng thành phần dinh dưỡng Việt Nam thì 35g protein thực vật sẽ tương ứng với lượng protein có trong 100g đậu nành khô, hay là 175g hạt sen khô, hay là 300g đậu phụ mỗi ngày. Và với 15g protein động vật mỗi ngày sẽ tương ứng với hàm lượng protein có trong 100g trứng gà khoảng 2 quả, hoặc 75g thịt bò, thịt gà hoặc là thịt heo, hoặc tương đương với 85g cá mỗi ngày. Tuy nhiên, trên thực tế người Việt của chúng ta thì lại có chế độ ăn thiếu hụt protein thực vật nhưng lại dư thừa protein động vật, dẫn đến sự mất cân đối trong chế độ ăn hàng ngày. Và theo kết quả của Tổng điều tra dinh dưỡng năm 2019-2020 được tổ chức bởi Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho thấy rằng mức độ tiêu thụ thịt bình quân trên mỗi người có sự gia tăng đáng kể. Từ năm 2010 thì mức độ tiêu thụ thịt bình quân mỗi người mỗi ngày là 84g. Nhưng đến năm 2020 thì mức độ tiêu thụ thịt bình quân mỗi người mỗi ngày là 136g, và đặc biệt ở tại khu vực thành thị lại tăng đến 155g thịt trên đầu người mỗi ngày. Và điều này cho thấy rằng nếu so sánh với lượng protein từ thịt ở người trưởng thành 50kg mà Hằng đã vừa đề cập ở trên là khoảng 75g mỗi ngày mà thôi, thì như vậy thì nhìn chung người Việt của chúng ta đang sử dụng cái lượng protein từ động vật cao gấp 2 lần so với khuyến cáo. Và từ đó sẽ dẫn đến một số những cái mối nguy như là thừa cân, béo phì, những mối nguy về tim mạch, tiểu đường, vân vân. Chính vì vậy, chúng ta cần phải có ý thức xây dựng một cái bữa ăn, cần phải có sự cân đối giữa protein thực vật và protein động vật mỗi ngày.
và sản phẩm Body Key phiên bản mới của chúng ta. Mỗi gói sản phẩm có chứa 17g protein thực vật sẽ giúp cung cấp cho chúng ta 50% protein thực vật cần thiết cho người 50kg mỗi ngày. Điều này thật tuyệt vời và thật tiện lợi phải không ạ? Và giờ đây chúng ta hãy cùng đến với lợi ích thứ hai mà sản phẩm Body Key mang lại cho người trưởng thành muốn cải thiện sức khỏe. Đó chính là bù đắp những thiếu hụt vi chất dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày. Như anh chị đã biết, vi chất dinh dưỡng là các vitamin, khoáng chất có mặt ở trong các loại thực phẩm hàng ngày của chúng ta, tùy theo loại và cách chế biến. Vi chất dinh dưỡng quan trọng là thế, nhưng mà cơ thể của chúng ta lại cần với một cái lượng rất là ít. Chính vì vậy, khi mà chúng ta bị thiếu hụt thì chúng ta gần như không phát hiện ra các anh chị ạ. Và một khi cơ thể đã xuất hiện ra những cái biểu hiện, những cái triệu chứng lâm sàng, nghĩa là lúc đó cơ thể chúng ta đã thiếu hụt vi chất dinh dưỡng một cách trầm trọng rõ rệt, thì lúc này đây cơ thể chúng ta đã bị những cái tổn thương rất là khó phục hồi và thậm chí là không thể nào điều trị hoàn toàn. Và các anh chị sẽ để ý thấy rằng cái sự thiếu hụt của vi chất dinh dưỡng nào đó nó sẽ thể hiện ra một cái triệu chứng nhất định. Hàng ví dụ như nếu như mà các anh chị bị thiếu hụt vitamin A thì các anh chị sẽ có xu hướng là khô giác mạc, hoặc khi các anh chị bị thiếu sắt thì chúng ta sẽ bị thiếu máu, hoặc khi chúng ta bị thiếu iốt thì chúng ta sẽ bị bướu cổ đần độ, hoặc khi chúng ta bị thiếu hụt canxi thì chúng ta sẽ bị về còi xương, loãng xương, vân vân. Chính vì vậy có thể nói việc thiếu hụt vi chất dinh dưỡng đó chính là một cái nạn đói tiềm ẩn, và chúng ta cần phải có một cái ý thức, đó là làm sao cải thiện cái chất lượng bữa ăn hàng ngày của chúng ta để mà đảm bảo cung cấp được đầy đủ các vi chất dinh dưỡng theo như khuyến cáo. Hiện nay theo các chuyên gia dinh dưỡng nhận định thì người Việt của chúng ta đang có chế độ ăn thiếu hụt đa vi chất dinh dưỡng, điển hình như vitamin D, canxi, sắt, kẽm, vân vân. Và thật là tuyệt vời bởi vì sản phẩm Body Key của chúng ta đã giúp cung cấp cân đối 22 vitamin và khoáng chất, cụ thể 12 vitamin bao gồm vitamin A, vitamin D, vitamin C, vitamin E, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B9, vitamin B12 và vitamin B7 hay còn gọi là biotin. Và 10 khoáng chất bao gồm canxi, sắt, phốt pho, magie, iốt, đồng, kẽm, mangan, natri và kali. Và giờ đây với việc sử dụng sản phẩm Body Key đã giúp cung cấp cho chúng ta cân đối 22 vitamin và khoáng chất, giúp cho chúng ta dự phòng thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày một cách nhanh chóng và tiện lợi. Thật tuyệt vời phải không ạ? Và giờ đây chúng ta hãy cùng đến với lợi ích thứ ba mà sản phẩm mang lại cho người trưởng thành mong muốn cải thiện sức khỏe, đó chính là dự phòng thiếu hụt chất xơ trong chế độ ăn hàng ngày. Khi nói đến chất xơ, ắt hẳn chúng ta đều biết rằng chất xơ sẽ có nhiều ở trong các loại thực phẩm như là trái cây, rau, củ. Và hãy cùng hình dung khi mà chúng ta ăn thức ăn thì chất xơ sẽ được di chuyển từ miệng xuống đến thực quản, xuống đến dạ dày, sau đó đến ruột non, rồi đến ruột già. Khi đến ruột già thì tại đây chất xơ sẽ làm một cái nhiệm vụ, đó chính là hút nước, làm mềm phân, giúp cho gia tăng kích thước khối phân, kích thích nhu động ruột, từ đó giúp chúng ta đại tiện dễ dàng hơn. Và thông qua quá trình này, chất xơ còn hỗ trợ cho cơ thể chúng ta đào thải những cái chất độc hại ra ngoài khỏi cơ thể. Có thể nói, việc thiếu hụt chất xơ sẽ gây nên những cái vấn đề có mức độ nghiêm trọng khác nhau, chẳng hạn như là táo bón, cho đến bệnh trĩ như là tiểu đường, tim mạch, thậm chí là ung thư, vân vân. Chính vì vậy thì chúng ta cần phải đảm bảo chế độ ăn của mình cần cung cấp từ 20 cho đến 22 gram chất xơ mỗi ngày. Và nếu như chúng ta quy đổi ra lượng rau củ quả thì sẽ tương ứng với khoảng 6 đến 7 phần rau quả, sẽ tương ứng với 480g cho đến 560g rau củ quả mỗi ngày. Tuy nhiên, theo kết quả của tổng điều tra dinh dưỡng vào năm 2019-2020 cho thấy rằng người Việt hiện nay chỉ đáp ứng khoảng từ 66,4% đến 77,4% nhu cầu lượng rau củ quả khuyến nghị. Điều này cho thấy người Việt của chúng ta đang bị thiếu hụt chất xơ. Và giờ đây, mỗi gói sản phẩm Body Key by Nutrilite đã giúp cung cấp cho chúng ta 5g chất xơ, giúp đáp ứng được 25% nhu cầu khuyến nghị chất xơ mỗi ngày. Thật tiện lợi phải không ạ?
Như vậy là vừa rồi, Hằng đã vừa trình bày đến các anh chị về 3 lợi ích mà sản phẩm Body Care by Nutrilite mang đến cho người trưởng thành, khỏe mạnh, mong muốn cải thiện sức khỏe. Đó chính là việc cân đối giữa protein thực vật và protein động vật trong chế độ ăn hàng ngày, hay là việc bù đắp các thiếu hụt vi chất dinh dưỡng trong chế độ ăn, cũng như là dự phòng thiếu hụt chất xơ trong bữa ăn hàng ngày. Và đối với những người làm việc văn phòng chẳng hạn như Hằng đây, thì một bữa ăn chiều giàu dinh dưỡng sẽ giúp phục hồi năng lượng rất là tốt và giúp cho quá trình làm việc được hiệu quả. Thay vì chúng ta lựa chọn cho mình một ly trà sữa nhiều đường, nhiều chất béo, thì tại sao chúng ta lại không lựa chọn sản phẩm Body Care by Nutrilite với hai hương vị đó là sô-cô-la và cà phê sẽ giúp cho chúng ta có được một bữa ăn phụ thật lành mạnh, phải không ạ? Và giờ đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu đến về lợi ích của sản phẩm Body Care by Nutrilite mang đến cho đối tượng kiểm soát cân nặng, giảm mỡ tăng cơ như thế nào anh chị nhé. Đối với người thực hiện chương trình kiểm soát cân nặng, giảm mỡ tăng cơ thì sản phẩm Body Care by Nutrilite sẽ mang đến cho chúng ta 3 lợi ích. Lợi ích đầu tiên đó chính là ngăn ngừa thiếu hụt dinh dưỡng khi áp dụng chế độ ăn thấp năng lượng. Thứ hai là gia tăng cảm giác no, giúp kiểm soát năng lượng nạp vào, hỗ trợ giảm mỡ cơ thể. Và thứ ba đó là tăng cường tạo cơ khi kết hợp với tập luyện. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu về lợi ích đầu tiên, đó chính là ngăn ngừa thiếu hụt dinh dưỡng khi áp dụng chế độ ăn thấp năng lượng. Và để thực hiện quá trình giảm cân thì nguyên tắc chúng ta cần phải luôn đảm bảo đó chính là năng lượng nạp vào phải nhỏ hơn với năng lượng tiêu hao. Và để cắt giảm năng lượng nạp vào thì ắt hẳn chúng ta cần phải giảm một lượng thực phẩm nhất định so với chế độ ăn hàng ngày của mình. Điều đó cũng dẫn đến việc thiếu hụt các chất dinh dưỡng. Và qua phần trình bày của cô Kerry, cô đã cung cấp cho quý vị khán giả được những minh chứng khoa học cũng như những nghiên cứu lâm sàng về tính an toàn và hiệu quả của các sản phẩm thay thế bữa ăn như Body Care sẽ giúp hỗ trợ cho việc kiểm soát cân nặng khi kết hợp cùng với chế độ ăn uống dinh dưỡng cùng với chế độ tập luyện. Và sản phẩm Body Care by Nutrilite được thiết kế công thức theo tiêu chuẩn COSDET, đảm bảo được sự cân đối và hài hòa của các chất dinh dưỡng như là các vitamin, khoáng chất, các chất dinh dưỡng đa lượng như là bột đường, chất đạm, chất béo. Và với mỗi gói sản phẩm Body Care by Nutrilite sẽ giúp cung cấp cho chúng ta 17g protein thực vật, 22 vitamin và khoáng chất, 5g chất xơ cùng với mức năng lượng được kiểm soát là 205 kcal. Anh chị có thể sử dụng 1 đến 2 gói sản phẩm mỗi ngày để bổ sung hoặc thay thế cho bữa sáng, bữa trưa hoặc bữa tối, hỗ trợ cho việc kiểm soát cân nặng được hiệu quả. Khi thực hiện so sánh của các đối tượng thực hiện chế độ ăn thấp năng lượng, một nhóm đối tượng có sử dụng sản phẩm thay thế bữa ăn và một đối tượng thì không sử dụng sản phẩm thay thế bữa ăn. Kết quả cho thấy rằng nhóm đối tượng mà có sử dụng sản phẩm thay thế bữa ăn thì cái nguy cơ mà thiếu hụt các cái chất dinh dưỡng cũng như các chất dinh dưỡng đa lượng sẽ thấp hơn so với những cái đối tượng mà không có sử dụng sản phẩm thay thế bữa ăn. Và lợi ích thứ hai mà sản phẩm Body Care mang lại cho các đối tượng kiểm soát cân nặng, giảm mỡ tăng cơ đó chính là gia tăng cảm giác no, hỗ trợ cho việc kiểm soát năng lượng nạp vào, từ đó giúp giảm mỡ cơ thể. Như anh chị đã biết, muốn giảm cân, giảm mỡ thì việc cắt giảm năng lượng từ chế độ ăn là điều mà chúng ta cần phải thực hiện. Và khi cắt giảm năng lượng từ chế độ ăn thì chắc chắn rằng cơ thể của chúng ta sẽ rơi vào một cái trạng thái sẽ rất là thèm ăn hay rất là đói bụng. Vậy làm thế nào mà chúng ta vượt qua được cái trạng thái này đây? Các nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu chất xơ từ 20 cho đến 25g chất xơ mỗi ngày sẽ mang lại hiệu quả cho quá trình kiểm soát cân nặng. Điều này cũng dễ hiểu, bởi lẽ ở các thực phẩm mà có chứa chất xơ thì đa phần là thấp năng lượng, do đó chúng ta có thể ăn được một cái khối lượng lớn và từ đó khiến cho cơ thể của chúng ta sẽ cảm thấy rằng mình nhanh no và giảm cái cảm giác thèm ăn. Khi đó sẽ giúp cho chúng ta cắt giảm được cái lượng thức ăn nạp vào, từ đó hỗ trợ cho việc giảm mỡ cơ thể được hiệu quả. Và đặc biệt đối với chất xơ hòa tan, với đặc tính tan trong nước giúp trương nở tạo thành gel bọc lấy thức ăn, sẽ làm chậm quá trình tiêu hóa thức ăn, sẽ giúp cho chúng ta cảm giác no lâu và lâu đói. Ngoài ra, một số loại chất xơ hòa tan là prebiotic, chẳng hạn như inulin, lại là thức ăn cho các lợi khuẩn ở đường ruột, giúp cho chúng ta thiết lập được cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, từ đó giúp hỗ trợ cho việc kiểm soát cân nặng được hiệu quả hơn. Và còn một thành phần dinh dưỡng rất là quan trọng trong cái việc giúp chúng ta gia tăng cảm giác no chính là
protein. Các nghiên cứu cho thấy, một chế độ ăn giàu protein chiếm từ 25 cho đến 30% năng lượng nạp vào sẽ giúp cho chúng ta gia tăng cảm giác no so với lại chế độ ăn thấp protein. Điều này được lý giải bởi lẽ lượng protein sẽ giúp cho chúng ta gia tăng cái mức hormone đường ruột, sẽ làm chậm cái quá trình di chuyển thức ăn trong ống tiêu hóa và làm chậm cái quá trình làm rỗng dạ dày. Từ đó giúp cho chúng ta có cảm giác no lâu hơn. Và khi no lâu hơn rồi thì sẽ giúp cho chúng ta kiểm soát được cái lượng thức ăn nạp vào, từ đó hỗ trợ cho việc giảm mỡ cơ thể được hiệu quả. Hiểu được tầm quan trọng của chất xơ và protein đã giúp cho chúng ta gia tăng cái cảm giác no. Các nhà khoa học Nutrilite đã phát triển nên sản phẩm BodyKey phiên bản mới với sự cải tiến công thức, đặc biệt là gia tăng hàm lượng protein lên gấp 2,5 lần so với phiên bản cũ. Hiện nay, mỗi gói sản phẩm BodyKey by Nutrilite sẽ giúp cung cấp cho chúng ta 17g protein cùng với 5g chất xơ, góp phần cung cấp đủ lượng chất xơ và protein giúp cho chúng ta gia tăng cảm giác no và hỗ trợ giảm mỡ cơ thể được hiệu quả. Và tất nhiên, bên cạnh việc giảm mỡ cơ thể thì chúng ta cũng cần quan tâm đến việc tăng cơ, phải không ạ? Việc tăng cơ sẽ giúp cho chúng ta có được một cái thể lực tốt nè, sẽ giúp cho chúng ta có được một vóc dáng thon gọn, săn chắc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lợi ích thứ ba mà sản phẩm BodyKey mang lại, đó chính là tăng cường tạo cơ khi kết hợp với quá trình tập luyện. Như anh chị cũng đã biết, khi nhắc đến protein thì ngoài việc tham gia vào việc tạo thành những cái hormone, những cái enzyme, các cái hóa chất trong cơ thể cũng như tổng hợp kháng thể cho cơ thể của chúng ta, thì protein lại đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cái việc xây dựng khối cơ của cơ thể. Hằng ngày, cơ thể của chúng ta xảy ra các quá trình hủy cơ và tái tạo tế bào cơ một cách thường xuyên và liên tục. Và chúng ta muốn tạo cơ thì chúng ta cần phải đảm bảo là quá trình tạo cơ phải lớn hơn cái quá trình hủy cơ. Và muốn tạo cơ thì cơ thể chúng ta cần phải cung cấp nguyên liệu, và nguyên liệu không còn chất dinh dưỡng nào khác, đó chính là protein. Và lượng protein khuyến nghị giúp cho cơ thể chúng ta tạo cơ từ 1,2 cho đến 1,6 gram protein trên 1kg cân nặng mỗi ngày. Và ngoài protein, chúng ta còn phải đặc biệt chú ý đến quá trình tập luyện sẽ giúp cho cái quá trình kích thích tạo cơ được hiệu quả. Thông qua quá trình tập luyện sẽ giúp cho các tế bào cơ được kích hoạt, hay nói một cách nôm na, nhờ quá trình tập luyện mà các chất dinh dưỡng như protein mới được vận chuyển vào trong các khối cơ, từ đó giúp cho khối cơ của chúng ta gia tăng về sức mạnh và kích thước. Và quay trở lại với việc bổ sung protein để giúp hỗ trợ cho quá trình tạo cơ, thì ắt hẳn chúng ta đã từng nghe qua về đạm whey có nguồn gốc từ sữa bò, phải không ạ? Trong lịch sử thì đạm whey có thể được xem là một cái loại đạm rất là tốt để hỗ trợ cho quá trình tạo cơ bởi vì hai lý do. Thứ nhất là đạm whey chứa axit amin mạch nhánh leucine. Đây là axit amin mà có thể nói là một axit amin chủ đạo tham gia vào cái quá trình tổng hợp protein cơ. Lý do thứ hai đó là đạm whey là cái loại đạm rất là dễ tiêu hóa, được cơ thể của chúng ta sử dụng nhanh chóng. Chính vì vậy cho nên các vận động viên họ thường có xu hướng bổ sung đạm whey trước và sau khi luyện tập để gia tăng khối cơ. Vì vậy các nghiên cứu về đạm whey đã cho thấy kết quả rất vượt trội trong việc tổng hợp protein cơ trong ngắn hạn, như là hình minh họa chụp y trên màn hình mà các anh chị đã thấy. Tuy nhiên câu chuyện không dừng lại ở đó, bởi vì trong cơ thể của chúng ta diễn ra các quá trình hủy cơ và tái tạo cơ thường xuyên và liên tục suốt cả ngày. Chính vì vậy, chúng ta cần phải cung cấp cho cơ thể một lượng amino acid có nguồn gốc từ protein đậu nành phân lập sẽ hỗ trợ cho quá trình tổng hợp cơ xuyên suốt cả ngày được hiệu quả hơn, giống như hình minh họa ở trên trục X. Khi chúng ta xem xét về vai trò của việc sử dụng các sản phẩm bổ sung protein đến từ đạm whey và protein đậu nành phân lập có hiệu quả như nhau trong việc hỗ trợ gia tăng quá trình tạo cơ. Protein đậu nành phân lập mặc dù có chứa lượng leucine thấp hơn so với đạm whey, nhưng bù lại lượng axit amin lại duy trì lâu hơn ở trong cơ thể của chúng ta, từ đó tạo nên cái lợi ích tổng hợp cơ tương tự như đạm whey. Và sản phẩm BodyKey by Nutrilite của chúng ta, mỗi gói sản phẩm có chứa 17g protein đậu nành phân lập sẽ giúp cung cấp protein chất lượng cao cho cơ thể một cách lâu dài, hỗ trợ cho quá trình tạo cơ khi kết hợp với tập luyện tương tự như đạm whey.
Vừa rồi thì chúng ta đã vừa phân tích vai trò của sản phẩm Body Key đối với người kiểm soát cân nặng, giảm mỡ, tăng cơ. Thứ nhất, đó chính là ngăn ngừa thiếu hụt chất dinh dưỡng khi áp dụng chế độ ăn thấp năng lượng. Thứ hai, đó là gia tăng cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát năng lượng nạp vào, từ đó giảm mỡ cơ thể. Và thứ ba là tăng cường tạo cơ khi kết hợp cùng với tập luyện, tương tự như đạn quay. Rất tuyệt vời phải không ạ? Vậy thì cách sử dụng sản phẩm Body Key by Nutrila như thế nào? Rất đơn giản và tiện lợi. Các anh chị chỉ cần pha gói sản phẩm với 250ml nước, khuấy và lắc cho tan đều là chúng ta đã có được một ly Body Key rất là thơm ngon rồi các anh chị ạ. Và tùy theo sở thích mà anh chị có thể kết hợp với những cái loại thức uống khác nhau, ví dụ như là sữa đậu nành hay là nước trái cây vân vân. Sử dụng 1-2 gói Body Key by Nutrilite mỗi ngày sẽ giúp bổ sung hoặc thay thế cho bữa sáng, bữa trưa hoặc bữa tối, cùng với chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng sẽ giúp cho chúng ta nâng cao sức khỏe và hỗ trợ cho quá trình kiểm soát cân nặng được hiệu quả. Ngoài ra, anh chị có thể kết hợp sản phẩm Body Key by Nutrilite với các sản phẩm Nutrilite khác để hỗ trợ cho việc cải thiện sức khỏe cũng như mục tiêu kiểm soát cân nặng. Đối với người trưởng thành mong muốn cải thiện sức khỏe, anh chị có thể kết hợp sản phẩm Body Key cùng với gói giải pháp sức khỏe nền tảng bao gồm 3 sản phẩm. Đó chính là sản phẩm Nutrilite Double X, Nutrilite Salmon Omega 3 và Nutrilite Offland Protein Powder Protein Thực Vật. 3 sản phẩm này sẽ giúp cung cấp cho chúng ta các chất dinh dưỡng mà thường hay thiếu hụt trong các bữa ăn, như là các vitamin, khoáng chất, đặc biệt là dưỡng chất thực vật, cùng với lượng protein thực vật và chất béo có lợi omega 3. Và với các anh chị đang trong hành trình kiểm soát cân nặng, giảm mỡ, tăng cơ, bên cạnh sản phẩm Body Key và Nutrilite, các anh chị có thể kết hợp thêm với gói sức khỏe nền tảng mà Hằng đã vừa đề cập ở trên để giúp bù đắp các thiếu hụt các chất dinh dưỡng mà chúng ta hay thiếu hụt trong bữa ăn hàng ngày. Đồng thời, các anh chị có thể kết hợp thêm với một số các sản phẩm theo nhu cầu của mình. Ví dụ như sản phẩm Nutrilite Chewable Fiber Blend sẽ hỗ trợ cung cấp thêm chất xơ cho cơ thể của chúng ta. Hay là sản phẩm Nutrilite CP Plus sẽ giúp cho hạn chế quá trình chuyển hóa và hấp thu chất bột đường vào trong cơ thể. Hay là sản phẩm Nutrilite Green Dream sẽ hỗ trợ giảm mỡ cơ thể và tăng cường khả năng chống oxy hóa. Ngoài ra, các anh chị có thể tham khảo thêm một số những cái sản phẩm khác tùy theo nhu cầu, và những sản phẩm này sẽ có ở trên website Amway Việt Nam ở hạng mục quản lý cân nặng Body Key. Anh chị thân mến, với bất kỳ mục tiêu gì, từ mục tiêu sức khỏe cho đến mục tiêu kiểm soát cân nặng, thì một bữa ăn lành mạnh, khoa học dinh dưỡng là một điều vô cùng quan trọng đúng không ạ? Và sản phẩm Body Key by Nutrilite là sự kết hợp hài hòa và cân đối của các chất dinh dưỡng đa lượng và vi lượng. Cụ thể, mỗi gói sản phẩm có chứa 17g protein thực vật, 5g chất xơ, 22 vitamin và khoáng chất, cùng với mức năng lượng được kiểm soát 205 kcal. Cùng với việc kết hợp một chế độ dinh dưỡng cân đối và một chế độ tập luyện đều đặn sẽ giúp mang đến cho chúng ta hiệu quả tăng cường sức khỏe và đạt được mục tiêu kiểm soát cân nặng. Đặc biệt, sản phẩm không sử dụng màu, hương liệu nhân tạo, chất bảo quản, không sử dụng nguyên liệu biến đổi gen, không chứa trans fat, và với hai hương vị rất độc đáo mà rất nhiều người Việt Nam của chúng ta ưa chuộng, đó chính là sô-cô-la và cà phê. Thật là lý tưởng và tiện lợi phải không ạ? Và Hằng tin chắc rằng sản phẩm Body Key by Nutrilite sẽ luôn được các anh chị tin dùng và cùng đồng hành với các anh chị trong quá trình chăm sóc sức khỏe và trong hành trình kiểm soát cân nặng. Và phần trình bày của Hằng đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các anh chị đã chú ý lắng nghe.